những chị em nào mà đang gặp các vấn đề rối loạn tiền đình mà đã tìm rất là nhiều các giải pháp rồi mà chưa giải quyết được vấn đề của mình, thì mọi người hãy nghe câu chuyện của bạn Thúy nhé. Sao cả nhà, em nghĩ là để biết đâu ra được 4 tuổi lại gặp những vấn đề là bị đau đầu chóng mặt rất là khó chịu. Mà em cứ đi ra ngoài tiệm thuốc tây đây, lấy những viên thuốc và liều thuốc uống bớt bớt đi xong lại thôi. Và cứ lướt lướt vậy một năm trời. Và những cái vấn đề của em là bị nặng hơn, đau đầu nhiều hơn, khó chịu lúc nào trong nặng. Đầu mình có như một con ong rất là khó chịu. Và cái bệnh kéo dài mất ngủ là triền miên. Một tiếng là một đêm em chỉ ngủ được 2-3 tiếng thôi cả nhà mình ạ. Và đến lúc em đi khám thì bác sĩ kêu em là bị rối loạn tiền đình thiếu máu não. Và bác sĩ đã hỗ trợ thuốc, kê đơn các thuốc cho em và em cứ hỗ trợ hết đơn này đơn kia. Và không có giải quyết được và đi đủ bệnh viện lớn trong miền Nam này là không còn thiếu cái bệnh viện nào. Và tốn rất là nhiều tiền của nhiều thời gian mà không có giải quyết được cái vấn đề cho em. Và khi em biết được cái sản phẩm tốt nữa này bạn giới thiệu thì em không có tin. Tại vì em bảo em đi gặp trực tiếp bác sĩ đủ các bệnh viện mà còn không có hỗ trợ được vấn đề cho em thì sao, những cái sản phẩm này ở trên mạng mà là hàng đông y nữa thì làm sao giải quyết được vấn đề cho em. Và bạn có nói với em thì lâu nay đang bị thời gian rất là lâu, 13 năm trời rồi mà bạn không cho phép mình bạn sử dụng và trải nghiệm thì sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe và cái sắc đẹp sức khỏe của bạn. Thì lúc đấy mà em nghe bạn nói thì em đã cho phép mình sử dụng một hộp tốt nữ đầu tiên là đã cải thiện được cái giấc ngủ của em. Và em duy trì hết 5 hộp như thế này là một liệu trình trong vòng 4 tháng là em đã khỏi hoàn toàn những vấn đề thiếu máu não, rối loạn tiền đình 13 năm trời với chi phí chỉ là hơn 2 triệu bạc. Và em thấy là ôi vậy là mình sao mình không đón nhận sớm cái sản phẩm này, tại vì giá cả nó quá bọt bèo luôn, chỉ là hơn 2 triệu bạc mà nó hỗ trợ được cho mình. Và lâu nay em Thúy đã bị 13 năm trời tốn rất là tiền của rồi, thứ nhất về sức khỏe rồi về hạnh phúc gia đình nó cũng ảnh hưởng được. Nên chị em mình ai đang gặp những vấn đề này thì hãy cho phép mình sử dụng cái sản phẩm này. Cả nhà mình thấy tuyệt vời không ạ? À?